Thưa đại chúng, và Đức Phật có dạy cho mình một cái cách quán. Mà quán là một pháp tu. Mà chữ quán này á, nó có nghĩa là nhìn sâu để thấy rõ. Bất cứ việc gì chúng ta muốn rõ mà chúng ta không có nhìn kỹ thì chúng ta không bao giờ rõ được. Ví dụ mình đọc một cái chữ, một đọc một cái lá thơ mà đọc không kỹ thì mình không hiểu hết ý của người kia. Và thậm chí mình đọc mình còn không thấy được những chữ người ta dùng ở trong. Có một cái cô đó, cổ có đứa con bị bệnh, cô chạy tới chùa, cô chạy tới cái tiệm thuốc á. Cô mới nói thầy ơi, tôi thầy thuốc á, con nó đau bụng, xin thầy hãy cho con nó một toa thuốc. Thì ổng mới lật cái sách, đập xong cái ổng mới cho nó một toa thuốc về uống cho nó chết đi. Thì cô này mới chạy tới, cô mới mắng không thầy, nói ông làm ăn kiểu gì, tôi xin lúc đau bụng ổng cho mà sao mà con tôi nó chết ngắt luôn. Ổng nói không có đâu, tôi cho cái bài bản đàng hoàng ha, không tin tôi dở tập cho tôi đọc cho nghe. Thì ổng mới đọc tới cái khúc cuối thôi, đau bụng uống nhân sâm, hết trang rồi. Ông lập cô bên này có hai chữ thì chết. Bởi vì ổng không có đọc hết trang rồi, ổng không có chịu lật qua trang kế của nó nói cái gì. Đau bụng uống nhân sâm, hết trang. Lần qua kia hai chữ cuối cùng thì chết. Ổng không đọc được hai chữ thì chết, cho nên ổng hốt liền nhân sâm đưa cho cái đứa nhỏ uống, cuối cùng nó chết. Thì khi mình đọc cái gì không kỹ, nó cũng có thể gây ra khổ đau, hiểu lầm. Khi mà mình sống ở trong đời, mình không có tư duy kỹ một vấn đề, mình cũng dễ buồn khổ, quậu vọ, trách phiền. Vì cuộc đời này là một trường học. Mà cái trường học này á, ai cũng phải đi vô lớp, vô trường. Mà mặc dù không có lớp, trường không có lớp, không có một cái lớp nào hết, không có một cái môn nào mà thiệt sự là rất nhiều môn học. Và bây giờ hỏi thử các cụ 70-80 đây, các cụ có còn học không? Cũng phải học. Tại vì cái trường mình học mà mình kêu là cái trường học đó, con càng là hết lớp. Nhưng mà cái trường học ở ngoài đời này á, thì học không hết lớp. Người ta thường dùng cái từ là thế gian. Thế là gì mà gian là gì? Thế là thế giới. Mà thế giới là có Đông Tây Nam Bắc. Còn gian là thời gian, là có gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Ráp cái đó gọi là thế gian. Thế là thế giới, là thế giới là có Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng chính. Còn gian là có thời gian. Thí dụ như đấy, năm ngoái là gì? Là quá khứ, phải không? Hiện tại là bây giờ, hôm nay tôi được gặp quý vị, đó là hiện tại. Xin hẹn quý vị năm sau, đó là gì? Vị lai. Nói về thời gian là có bao thời, nói về không gian là có xuân là gì? Đông Tây Nam. Nói về thời tiết thì có xuân hạ thu đông. Và trong cái thế giới này, trong cái thế gian này, nó có chứa đủ những cái yếu tố để được gọi là thế gian. Trong đó có một yếu tố gọi là sợ, kính sợ. Quý vị thấy á, cái thế gian của ta, tất cả những gì mà chúng ta có, nó là một cái pháp tạm, không có gì hết. Mình nghiệm thử, có phải không? Cái nhà, cái cửa, cái gì. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta đang có ở thế gian này, chư Phật, Đức Phật gọi là khả phá hoại, có khả năng hoại diệt bất cứ lúc nào.
Pháp Hòa có đọc kỹ tờ báo mà hồi sáng này có thấy qua tối gì đó, lón thoáng thấy hình như Việt Nam đang cháy không? Không biết đúng không, không biết bị nó đọc thấy cái tờ báo để là có cháy rừng gì đó. Mà mình ít khi nào mình nghe Việt Nam cháy lớn như vậy. Đa phần là mình nghe Mỹ, ở Canada có những khu rừng lớn nó cháy. Thì mình mới nói tới cháy thôi chứ chưa nói tới nước lụt cuốn trôi, chưa nói tới khủng bố, chưa nói tới những cái chuyện khác. Vậy thì thế gian này, một trong những định nghĩa của chữ thế gian là khả phá hoại. Chữ phá hoại nghĩa là nó có thể nó bị hoại, nó có khả năng nó bị hoại. Có nhiều khi quý vị thấy cái tòa nhà nhìn Trade World của New York vậy đó, một buổi sáng thôi là thành tro bụi hết. Mà đâu phải chỉ cái tòa nhà không, mà biết bao nhiêu của cải và con người chết trong cái lần khả phá. Cái nghĩa thứ hai của cái thế gian là gì? Khổ sanh diệt. Bây giờ mình nói về vật chất thì nó có thể bị phá hoại, nhưng mà nói về con người mình, bông hoa này hiện tượng có sanh diệt hết. Sáng nay mình sanh ở đây, chiều nay mọi việc xong, diệt chỗ này xong là clear rồi. Rồi mình đi chia tay, năm tới có thể mình gặp lại nhưng mà cũng chưa chắc là đau đủ tất cả những gương mặt mà đã có mặt trong ngày hôm nay. Có thể cho chúng ta ai đó ra đi. Cái hoa này bây giờ mình nói nó là xanh, chứ thật sự ra nó đang dần đi tới việc cũng như mình thôi. Mình sống mình đó, năm nay tôi được 50 tuổi, năm tới tôi mới 51, nhưng mà thật sự khi nào mà tới đúng cái ngày đó mình mới kêu hết năm, chứ mình đang đi từng ngày, từng giây, từng phút đi tới cái già. Mình nắm thấy tại vì cái vô thường đó, nó vi tế, đến khi nào mà nó happen, nó xảy ra chúng ta mới gọi ra cái tên đó, chứ thật ra nó đang hoại dần, nó đang diệt dần. Cũng giống như mình để một cái hạt xuống cái đất thì mình tưới nó, mình khi nào nó mọc ra khỏi mặt đất mình mới kêu là nó mọc, chứ thiệt sự nó nứt mầm ở dưới lòng đất từ từ đến khi nào nó trồi lên mặt đất, khi mình thấy mặt nó được nó, mình mới kêu là nó lớn. Chứ thật sự nó đã chuyển biến từ khi nó tiếp nhận được cái nước, cái nắng, và nó nứt mầm và nó chuẩn bị nó đi ra. Cho nên thế gian này một cái pháp thứ hai gọi là hữu hoại diệt hay là sanh diệt. Có sanh thì phải có diệt. Xin lỗi, là bây giờ ví dụ như giờ mình ăn một miếng ăn vô trong bụng chưa là sanh, nhưng mà trong khi vậy nó là gì? Nó phân hủy thức ăn ra để rồi là tiêu hóa cho tốt, rồi mình đi ra thì nó là diệt, rồi lại sanh tiếp, rồi diệt tiếp, uống nước vô lát ra thành nữ ra. Cuộc sống của mình là cuộc sống của vay mượn. Thở vô là mượn nè, thở ra là trả. Thở vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả. Đó là mới nói thở, chưa nói uống, chưa nói ăn. Thì cái nghĩa thứ hai của thế gian là hữu sanh diệt. Nghĩa thứ nhất là khả phá hoại. Và nghĩa thứ ba là gì? Ẩn trình đi. Chữ ẩn nó hay ý. Có thể mình nói ẩn nghĩa là những cái chân lý nó bị che lấp, nó không làm cho con người thấy được lẽ thật. Ví dụ con người á có sanh lão bệnh tử, nhưng mà có nhiều người chưa thấy lẽ lắm, thì cái chân lý sanh lão bệnh tử là nó bị gì? Ẩn. Mà nếu con người mà thấy rõ nó, con người bớt sân si, bớt hơn thua, bớt hiềm khích. Cho nên nhiều khi cái đạo lý, cái đạo thật nó bị che lấp. Bây giờ con còn ví dụ, có nhiều khi mình nói trời ơi, cái đạo lý chắc
nó bị gì che lấp cái tâm trí người đó, sao mà nó làm cái việc gì kỳ vậy. Nhiều khi trong cuộc đời người ta sống và họ làm hại người này người kia thì mình lại phán cho ông câu chắc lý trí nó mất rồi, người đó không còn lý trí, không thấy được lẽ thật gì nữa. Thì cái chữ ẩn chân lý là cái nghĩa thứ nhất, cái chữ cái mình cái hiệu ẩn tức là bị mất, nó mất đi, nó làm ẩn đi, không làm cho ta thấy được lẽ thật. Có nhiều khi ấy, người ta đang làm một việc thiện nhưng mà mình không thấy được cái chân lý của việc thiện ta, mình thấy gì, người đó đang lợi dụng chuyện này, người đó đang làm mờ ám chuyện kia, cho nên rồi mình cũng phê phán thế này thế nọ, mình không thấy được cái chân lý đó. Rồi cái ý thứ hai muốn nói là gì, trong tất cả mọi sự việc nó đều có ẩn cái đạo lý trong đó mà chúng ta không thấy. Pháp Hòa ví dụ mình bị đau khổ một việc gì đó thì mình mà bữa nào mình qua được một cái cơn hoạn nạn đó, hoặc là mình nghĩ ra được cái cách nào mình giải quyết được cái việc đó, mình thấy cuộc quả thật cuộc sống này đã giúp cho mình vượt tất cả những khó khăn, mặc dù nó cho mình nhiều khó khăn nhưng mà bù lại nó cũng giúp cho mình vươn lên trong cuộc sống. Thì cái chuyện ẩn chân lý đó, hai cái ý. Nhiều khi cuộc sống này nó có những cái đạo lý rất hay mà ta không thấy. Mà không thấy thì cái gì phát xuất, đấu tranh nó phát xuất. Ví dụ như mình bây giờ mình mà chỉ cần để trong lòng một câu đó là sống nay chết mai nè. Ví dụ mình dở một câu đó đi, cũng bớt sân si đó, cũng làm cho mình bớt hiềm khích, bớt trách móc nhau. Đợi cái khi nào mà chết rồi cái lời đó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nha. Quý vị có thường nói câu đó, nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa là cái tình nghĩa lúc chết đó, là cái tận cùng nhất. Ví dụ như nhà người đó thiếu mình 100 lần, mấy năm nay đòi hoàn trả, mà mỗi lần đòi đó mình chửi nó xối xả, nó muốn trả tôi cho mình rủa nó đủ kiểu hết. Tới hồi nó chết cái lần đó thôi, nghĩa tử là nghĩa tận nghe, anh thiếu tôi 100 bữa nay tôi xù, tôi xóa tôi bỏ. Rồi cái người kia mình giận mình thề không gặp mặt nữa. Bao nhiêu người tới năn nỉ, nó thôi bỏ qua đi, nó chết rồi rồi có cái gì được mà trách, nghĩa tử là nghĩa tận, anh tới anh thắp cái nhang cho nó một cái để anh xí xóa cho nó đi, để nó đi cho nhẹ nhàng. Mày nghe vậy cũng có lý, cái lời thắp cho nghe thôi đó nghe, tao mày quề á. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng mà nhiều khi mình đợi tới cái lúc đó muộn không? Muộn. Mình đợi tới lúc đó mình nói câu đó rồi. Vậy nên có cái bài hát mà nếu muốn nói yêu tôi đó thì hãy nói yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Bia đá làm sao mà cảm nhận được những cái lời nói của con người. Cho nên chỉ có trái tim con người nó mới cảm nhận được chuyện đó. Thì vậy cho nên á, thật sự ra cuộc đời này nó ẩn một cái lý, cái chân lý là gì? Tất cả chỉ là giả. Nói cách khác nữa, tất cả chỉ là tạm. Quý vị nghĩ cái gì tạm đó? Thậm chí hai người thương nhau mà nắm tay nhau, anh nguyện trọn đời này yêu em, ta nói tạm thôi nghe. Em cũng nói tạm. Cái đó là thật sự là như vậy. Trong cuộc sống ta để mình hiểu được thế gian cái chuyện tạm đó, cho nên là I love you là đủ rồi, còn chữ forever rồi thôi. Nếu mà nói đúng là forever, forget it, quên đi. Tại vì cuộc đời này bản chất nó không có error, thì làm gì có cái gì error. Dành cho không có cái gì error mà chỉ có cái là error là gì? Error rest. Là chết chắc đó. Còn ngoài ra không có gì chắc đó. Cho nên đậu đậu cái nó chắc chết. Đừng lo. Chết là chắc. Còn ngoài ra không có gì chắc.
Cho nên ở nghĩa trang người ta hay để coi em rồi nè. Nghĩ nhìn phun, an nghĩ nhìn phun. Cho nên cuộc sống này á, mình có nghĩ đi nữa là nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi là gì? Là nửa buổi thôi. Ví dụ như ban đêm á, mình đi ngủ á, thì gọi là ngủ nghỉ. Mà buổi trưa mà mệt mệt á, nói sao? Tôi nghỉ ngơi chút nghe. Ngơi thôi mà, đâu có liên tục. Đâu có ai ngủ buổi trưa mà ngủ 4-5 tiếng đâu. Ngơi thôi, nửa tiếng là cùng, 15 phút là cùng. Thà lỡ cuộc sống này á, nói cho chúng ra là chúng ta nghỉ ngơi. Còn nghỉ thiệt là ở ngoài kia. Hiểu được cái đó, trong cái đó nó ẩn ý. Chứ ví dụ người ta nói vậy nè, đời là một biển khổ, khi nào mới hết khổ? Đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Nó ẩn trên lý thôi. Không mà nói ví dụ ta nói vậy nè, nhờ em nghe nặng nhẹ, trong chữ nhẹ có dấu nặng. Vậy thì chữ nhẹ nó thật nhẹ không? Có dấu nặng thôi. Thầy lưỡng nam biết. Cho nên có bà nói vậy để đại chúng thấy rằng cái gì gọi là ẩn chân lý. Trong chữ nhẹ có dấu nặng. Thầy lưỡng ra, nếu mà mình thấy được cái đó, cái tâm hành nó bình an, và cái gì nó đến với mình đó, thì mình cũng biết rằng đây là cái pháp của thế gian. Pháp thế gian là con người là có sanh diệt, mà có sanh diệt là phải có đối đãi. Sanh diệt là một hình tướng của đối đãi. Cho rồi nhận, miệng nói trời ơi tôi với anh mà tính gì. Nhưng mà thử mời đi ăn 5 lần thôi, không mời một lần nào. Hàng chít. Mời đi ăn 5 lần nó chẳng mời bữa nào. Đó là cái tẩm lý của là thế gian là có sanh diệt. Và sanh diệt là một biểu tượng của gì? Của đối đại. Thù tạc vãng lai. Thù tạc là gì? Qua lại. Vãng lai là qua lại. Thù tạc là người này biếu, người kia nhận. Người này nhận, người kia biếu. Và thậm chí người ta cũng nghĩ tới cái ý đó, người ta mới nói thôi kệ, ảnh tặng tôi cũng kiếm gì tôi tặng lại. Tặng người ta tặng mình xong về mở liền coi giá trị nó cỡ nào. Trời ơi coi, nó tặng cho có. Thì mình thấy không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, con người mình rắc rối vô cùng. Coi vậy chứ rắc rối lắm ạ. Cho nên thấy tôi dễ lắm. Dễ lắm là tự làm đúng ý tôi, còn dễ là chưa biết. Đó vậy. Hiểu ra vậy đó. Cái gì nó đến mình cũng cười nhẹ thôi. Tại vì mình biết đó, cuộc sống nó vậy thôi. Cuộc sống là sanh diệt vãng lai, thù tạc qua lại, bánh đến đi bánh quy lại, mời đi ăn đám cưới, mời đi ăn đám cưới cũng phải có bao. Mặc dù trong cái đó sự hiện diện của anh chị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, nhưng mà mình đọc câu đó đừng hiểu lầm nha. Đi tới ăn không, ta sẽ nói sự có mặt của anh chị là một hao tốn cho gia đình chúng tôi. Mình hiểu như vậy á. Có một ví dụ chuyện này. Người Việt Nam mình hay xài cái chữ là tan khó đi đâu. Tan khó, quý vị có nghe từ đó không? Tan khó. Tại sao gọi là khó? Bởi vì ngày xưa một người con mà muốn để tang cho cha mẹ, trước khi để cái tang phải đi cắt tóc, đi cạo râu.
Bởi vì sau khi mà nhận cái tang rồi thì phải thọ cái tang nó 3 năm. Và trong 3 năm đó không cạo râu, không hớt tóc. Rồi cái người con đó phải đi ra mộ, cất một cái chòi ở ngoài đó canh chừng mộ của cha mẹ. Và ngày xưa đó, nó không có quy định thời gian, cho nên ông ai biết bao nhiêu ngày. Sau này Khổng Tử quy định 3 năm. Lý do ngủ ở ngoài mộ, chăm sóc mộ cho cha mẹ 3 năm là để đền ơn tam niên ngũ bộ, 9 tháng tu mang. 9 tháng mẹ mình mang mình trong bụng và 3 năm nuôi dưỡng, gọi là 9 tháng tu mang, 3 năm bầu nắm. Cho nên để tan 3 năm. Rồi, và trong thời gian đó phải ngủ ở ngoài đó, không được cạo râu tóc. Rồi thậm chí để giữ ấm cho mộ, người con thường hay đốt lửa kế bên, ý muốn nói là làm cho lòng đất được ấm, để cha mẹ ngủ ở dưới đó ấm cúng, mà không gọi là lòng đất lạnh. Như vậy quý vị thấy, suốt thời gian đó không đi dự tiệc, không ăn mặc lè lè, không được mặc áo màu, không được đi ăn tiệc, không được làm những cái điều mà gọi là vui chơi, để gọi là đại tang, bởi vì mất cha mất mẹ. Khó không? Khó. Cho nên là tang khó. Bây giờ bạn bè mời mình tới đi ăn tiệc, từ chối, nói dạ xin phép, tôi đang thủ mộ cho cha mẹ, tôi không có đi được, bởi vì đi ăn bữa giỗ lỗ bữa càng. Đi tới đó ăn một bữa tiệc, tôi thiếu đi cái bổn phận chăm sóc nhang đèn cho ba mẹ tôi mỗi ngày. Cho nên người ta từ chối mình, người ta không đi, chứ không phải là mình cử người ta. Nhưng mà lâu ngày nó thành cái tục là ta có tang không cho ta tới nhà, đó là mình sai. Vì nó thành cái tục cho nên mình mới nghĩ là không cho ta tới nhà. Chứ thật ra người ta có tang mình vẫn mời người ta tới, nhưng mà tại vì người ta không muốn đi, người ta không muốn đi, vì người ta đi như vậy người ta mất cái thời gian chăm sóc cha mẹ người ta, cho nên người ta từ chối mình, chứ không phải mình từ chối người ta. Nhưng mà lâu ngày cái mình thành cái thói quen đó. Ai có tang được có tới nhà nghe không, rồi bắt phải xả. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tang để trên đầu đó, nó chỉ là một biểu tượng nói lên sự mất mát, chứ còn cái tang mà xả rồi bộ tâm tang cũng có sao. Cho nên xả cái tướng bên ngoài, cái tâm tang vẫn còn. Sự mất cha mất mẹ là mãi mãi đối với mình rồi, còn cái hình thức để cái tang đó chỉ là một biểu tượng thôi. Thì thưa Pháp Hòa kể như vậy á, để cho mình hiểu thêm một chút nguồn gốc của lễ cúng trong dân tộc Việt Nam mình, để mình mới thấy rằng trong thế gian á, nó sanh ra các pháp gọi là gì, đối đãi. Tôi đám cưới tôi mời anh, rồi mai mốt anh đám cưới anh mời lại tôi. Có nhiều khi mình nói trời ơi, mình mời đám cưới người ta mà mình ta hoài mình cũng ngại, mỗi năm mỗi mời. Đôi khi mình thấy không thân phải nhắm mời, tại sao? Sợ ta nói không thân mình cũng mời. Mà thử bây giờ mà không mời cho nó đâu mời tôi đâu tôi đi. Mà mời là phải mời thiệt chứ mời miệng cũng không đi nữa. Quý vị thấy đối đãi không? Đám cưới thì mời, đám tang thì chỉ thông báo thôi, không có ai mà thấy tôi xin long trọng thông báo má tôi mới mất sẽ tổ chức nhà hoàng này, kính mời quý vị tới tâm đường, không ai đăng báo gì đó. Đó là một hình thức thế gian đối đãi. Thì cái đó gọi là thế gian hữu sanh diệt. Cho nên mình biết vậy đó, mình biết rõ là vậy đó, cho nên việc gì nó đến cái tâm mình sao bình thường, thế gian mà.
nói trong kinh Phật là như thị như thị, các pháp như vậy như vậy. Thậm chí ta khen mình đó cũng như thị nó, tại sao ta khen? Mình làm đúng ý người ta, ta khen chưa chắc mình đã giỏi, nhưng mà tại có nhiều khi mình dở hết cho thiên hạ mà chỉ giỏi với người đó, cái người đó khen mình. Có nhiều khi xin lỗi đại chúng, là nhiều khi mình danh dự của người khác mình xây qua cái trò ôi tôi danh dự dữ lắm, nó được cái này cho anh nghe, trời cảm ơn nghe giỏi quá. Tại sao cảm ơn giỏi quá? Vì nó làm cho mình, mà trong cái đó ta phải phụ bao nhiêu người khác, phụ người ta phải buông bỏ bao nhiêu người khác làm lo cho mình. Cho nên cuối cùng cái thế gian này chúng ta sống cho mình nhiều lắm, chúng ta sống cho mình nhiều hơn cái thiên hạ. Thế mà cái gì mà mình ta khen mình là mình làm chết bỏ luôn. Cho nên cái gì mà nó đến á, cái cách quán của mình là như thị như thị. Và cái thứ hai mình quán là gì? Cuộc đời này á, cái gì nó lớn á, tặng nó. Thí dụ như thế, trời ơi bữa nay nó giận tới chửi tôi quá trời, tạm thôi, tại nó đang giận, mai nó hết giận nói khác. Có nhiều khi nó phục thiện, nó ăn năn, nó hối lỗi, nó thấy cái điều đó sai, nó tới xin lỗi mình cũng có nữa. Cho nên mình cứ giận lại, tại giận lại là mình tăng trưởng. Tại vì lúc này thường thường ở lời cái giận mình là do hiểu lầm, hiểu lầm mới giận chứ ai hiểu đúng mà giận đâu. Giận nhau mới đến lộ, tại hiểu lầm, lầm là phải lộ, mà lầm là phải gây lộ, còn hãy hiểu đúng là đánh đúng, hiểu đúng là gây đúng. Mà nếu mà đã hiểu đúng thì làm gì có gây, cho nên gây là phải lộ, không có trúng đâu gây. Cho nên hai cái anh chàng mà làm toán, anh làm 2, 1 cộng 1 bằng 2, anh bạn, anh học trò thứ hai cộng 1 bằng 3, cãi tróc lắm, đem vô mét ông thầy. Ông thầy biểu cái anh mà làm toán trúng nằm lên trong đánh trận. Nó tức quá, nó say quá, nó thầy có cộng lộn không? Con làm toán trúng mà sao thầy đánh con? Ông nói thầy không phải đánh con cái chuyện trúng trận, mà con đánh cái tội con ngu, biết trúng mà những cái. Không biết con cộng 1, cộng 1, cộng 2 là con trúng, con dặn lưng con cãi với thằng thằng sai. Đánh cái tội ngu. Có nhiều khi mình giận giận cân mình cãi xong mình sợ sẽ không buông mình cãi nữa thì đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình là vậy, mình gây gỗ xong rồi mình nói dạ. Ví dụ như quý vị nhìn người lớn này, mình nhìn người lớn cái mình thấy nhìn người lớn có lỗ, nhìn người lớn không có lỗ, tại vì họ lớn. Mình giờ lớn gì? Lớn tuổi. Có thể sự hiểu biết của người lớn chưa bằng, nhưng người lớn có kinh nghiệm. Cho hồi nhỏ đó, mình đi học với các vị đó vậy. Khi mình còn nhỏ đó, mình nghĩ là cha mẹ thua mình. Nhưng mà khi lớn lên đó, mình mới nhận rằng cha mẹ hơn mình. Tại sao? Cha mẹ hơn không phải ở cái học, mà cha mẹ hơn ở cái gì? Ở cái kinh nghiệm. Còn mình nhỏ mình nói cha mẹ thua mình là tại mình để học thức ra, mình đấu với, mình so sánh kinh nghiệm. Mà ở đời cái học á, lúc nào nó cũng không bằng cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó mới nhiều. Tại sao? Vì kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm là nó có xương máu trong đó. Nghĩa là đổ biết bao nhiêu, hư biết bao nhiêu, trật biết bao nhiêu, rồi mới có được. Cho nên á, một trong những cách đơn giản cuộc sống là gì biết không? Cái gì cũng cho nó là một bài học. Cái gì quý vị cũng nghĩ là một bài học hết á. Hồi nhỏ có bà nấu cơm, 7 tuổi đi chợ nấu cơm nha. Mẹ ở nhà dạy á, là khi con nấu cơm sôi á, là con lấy cái miếng vải mà để mình cầm cái nồi đó, cho nên nó đừng có nó nóng đó, cầm để chắc cái nước cơm đó ra. Ở Việt Nam mà nghèo là canh của mình là cái chén nước cơm đó. Cái là nghèo là ăn cơm của mình không có canh, chắc cái nước cơm nó ra để làm canh lát nước cho nó dễ. Trời ơi, mình cứ lấy hai chiếc đũa mình trọt vô cái quay này, mà hãy quẳng nó lên cái nồi là một xương lớn.
Vậy quý vị có tưởng tượng được cái cách đó mà làm không? Hai cái quan nồi cái đưa cái nhúm đổ như quẩm nó vậy nè, nó ụp cái nồi xuống rồi. Và mỗi một lần nó ụp cơm vô cái lò vậy là dơ hết trơn rồi làm sao? Thế là bắt đầu lấy lửa, lấy nước xấu nguyên cái lò cho nó tắt lửa hết. Rồi mới hốt gạo ra rồi ngồi đãi cả buổi trời cho nó sạch trở lại. Mất thời gian không? Không có kinh nghiệm. Rồi lâu ngày mình mới có kinh nghiệm, mình chắc cơm ra làm sao. Thật sự ra người ta dạy mình làm chuyện, mình kinh nghiệm làm chuyện. Mà kinh nghiệm lúc nào mình cũng hay hơn, bởi vì cái học chỉ là cái căn bản. Cho nên á, một thầy cô cũng vậy. Lúc mới vô trường mà cô mình học bài bản thì... Nhưng mà nếu mình thật sự có hành những cái gì mình học á, mỗi một cái hành đó nó cho mình biết bao nhiêu kinh nghiệm sống, biết bao nhiêu kinh nghiệm trong sự tu hành. Trên ngày nay mà có bài dạy cho các chú đệ tử, đa phần một câu kinh trong đó có hòa phần lớn là dạy bằng kinh nghiệm, còn nương cái câu đó để có bài để mình nói. Nhưng mà đa số hòa nói là nói từ cái kinh nghiệm tu tập của mình, từ khi mình còn nhỏ sống trong đó. Đi tu không có huynh đệ, không có một người huynh đệ nào tu chứ. Lúc đó mới 15 tuổi thôi, không huynh đệ cùng tu, không một thầy nào xung quanh mình để mà chỉ dẫn nhắc nhở cho mình. Còn thầy mình thì lâu lâu nhắc một vài câu, mà đa phần là tự tập tự học và tự mình ý thức cái việc mình cần làm. Lễ lớn tự soạn văn bản thông báo lễ Phật đản, soạn xong rồi trình lên cho thầy, con viết vậy được chưa? Chứ thầy cũng không có cần phải nói con đi soạn một cái văn bản thông báo, không có, tự mình hết. Soạn xong một cái văn bản rồi nó đưa trình lên thầy để thầy kiểm duyệt lại. Việc gì mình cũng tự lo trước hết, rồi chỉ cần trình qua thầy để thầy chứng minh cái là đi thôi. Cho nên kinh nghiệm gì? Thì một trong những cách mà chúng ta quán chiếu trong cuộc sống là gì? Đó là chúng ta luôn luôn quán chiếu cái khó khăn là một bài học, là một kinh nghiệm sống. Đa phần là mình dạy con mình là kinh nghiệm nhiều hơn là bài bản. Tại vì mình học sao bằng nói, tiếng Anh mình là quơ nhiều hơn nói mà. Là mình nói với con là mình nói toàn là những cái kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ con Hòa hỏi tụi quý vị, quý vị chia sẻ với con, có bao giờ mà nó nhận hết những cái gì mình nói không? Nó chỉ nhận phần, nó đôi khi nó ngồi cho có rồi. Tại vì nó đầu nó nghĩ sao mình học cái bằng, lúc nào nó cũng lấy bài bản rồi nó so với cái học của mình. Nô má nói vậy đúng, trường nói vậy nè, cô nói thế này nè. Cho nên ở đây ví dụ như mà ba mẹ nói, mẹ nói con nghe, mà đánh con nghe, mẹ đừng nói vậy nghe, con kêu 911 á. Rồi nó điểm quyệt một cái là xong. Đó, thật sự là con cái là nó từ một cái. Cái thứ hai á, mình đừng có cầu cái gì cuộc đời mình phải hoàn hảo đó. Tại vì Phật đã nói với mình rồi, cuộc đời là tương đối. Thể mình được cái này là phải mất cái khác. Có một ví dụ thôi. Có thể hôm nay bạn quý vị mời quý vị đi chơi, con cái mình nó muốn mình đi đâu đó, cái mình nói thôi lâu lâu má mới được cửa tu tập đi nghe pháp, thôi má đi đây, mình đi đây phải bụng kia chứ. Con má là Pháp Hòa cũng vậy thôi. Thể mà sách vở đi hoài được cái chuyện là giao tiếp rồi kết duyên với Phật tử khắp nơi, nhưng mà bù lại là mình hụt đi cái phần chăm sóc trực tiếp đối với cái đạo tràng mình đang hướng đến. Nhưng mà nếu như mà cuộc đời này mình làm cái gì mình cũng muốn hoàn hảo hết á, là mình sẽ khổ và đời sống mình không bình an. Mình muốn bình an á là mình làm hết lòng chứ không hết việc, và đồng thời không bao giờ hoàn hảo hết tất cả những gì. Pháp Hòa ví dụ hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, Pháp Hòa nắm hết lòng của mình, nhưng mà cũng có thể một số nào đó không đồng tình.
Bởi vì mình nói hết lòng, hoặc là đôi khi mình nói hết giờ chưa hết ý, và cái người kia cũng hiểu mình mà chưa hiểu hết ý, thì cũng có thể tạo một hiểu lầm. Cho nên cuộc đời này mình không có thể hoàn hảo được. Cho nên á, định nghĩa với Phật, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là tự mình giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác giác ngộ, và cái hạnh nguyện giác ngộ người khác viên mãn. Thì mình đặt một câu hỏi, vậy thì Phật có viên mãn tự giác giác tha chưa? Và Phật nhập niết bàn, chúng sanh mình còn mê mà chưa ai giác ngộ hết, mà sao Phật lại kêu phải được gọi là Phật là giác hạnh viên mãn? Thì mình phải nhớ rằng mình chỉ có thể giác hạnh viên mãn với những người có duyên thôi. Còn người không có duyên sao giác hạnh họ viên mãn được? Ví dụ bây giờ người đó không thích đi chùa nghe pháp, làm sao có cơ hội nói gì với họ? Rồi thậm chí bây giờ mình lén mình bỏ lên YouTube mình bấm, họ bấm họ nghe, nhưng mà họ cứ bấm mà ta đi bên này rồi tình anh bán chiếu thì là họ đâu có bao giờ họ bấm vô những cái bài pháp gì đâu mà làm sao kết duyên nữa. Cho nên cũng mặc dù tự giác giác tha đầy dẫy ở trên YouTube, nhưng người không chịu nghe thì cũng không thể nào đủ duyên giác ngộ được. Vì vậy thì ở đây chúng ta phải trả lời: Phật là người giác hạnh viên mãn với những người đủ duyên giác ngộ. Mình cũng vậy nè, năm đứa con nha, mà có đứa mình nói một câu nó cũng nghe, còn có đứa mình nói đâu cũng nghe đâu, có phải không? Rồi có những đứa nó nghe mình chuyện nó làm trật chính chuyện, và có những đứa nó mình nói gì nó mình im nó không à. Có những đứa mình mới vừa mở miệng là nó xịt mình rồi đó, báo đó. Thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời này ngay cả con cái của mình cũng phải đủ duyên độ nó. Nhiều khi nói với mình không phải là thiện duyên, nói với mình là nghịch duyên. Nó đến đây nó với mình phải đối nghịch ở tư tưởng. Nhiều khi nó rất thương mình, nhưng mà hãy sát lại nói với mình chừng hai ba câu thôi là mình với nó có chiến tranh. Nhưng mà mình biết trong lòng nó thương mình, và thậm chí mình cũng thương nó, nhưng mẹ con không cần, cha con không cần. Có những đứa con đó, mình chỉ cần suy nghĩ mình sống và làm hiểu ý của mình luôn, nó lo hết cho mình luôn. Cái đứa con đó gọi là ưu sanh. Còn đứa con nào mà nói đâu nghe nó biểu đi chùa à, biểu nó lại chúa, nó lại chúa, biểu nó làm gì làm đấy, là đứa con đó là tùy sanh. Ưu sanh là cái đứa ưu việt lắm, đặc biệt lắm, nói ít hiểu nhiều, và thậm chí mình chưa nói ra hiểu ý. Đứa con đó là ưu sanh. Còn đứa con mình nói nó nghe là tùy sanh. Còn đứa nào mà nó nhân với mình hẳn hồi là liệt sanh. Chữ liệt sanh nghĩa là chữ liệt này là dở, là hư kém. Cho nên duyên ở trong đời này không phải là không có, nhưng mà nhiều hay ít, thiện hay ác không, chứ đều có duyên. Quý vị ngồi đây, quý vị có thể nghe quý thầy nói, đó là thiện duyên đó. Còn nhiều người ta không nghe được, người ta thấy cái này nó không có thích thú, nó chán lắm, để chưa được, không phải họ có duyên, chưa được duyên. Đến một ngày nào đó họ được duyên. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta làm chuyện gì á, làm hết lòng, làm hết tâm, nhưng mà đừng cầu hoàn hảo. Quý vị nấu một món ăn rất là ngon, tuyệt chiêu của mình đó, vậy mà lâu lâu nấu thật lắm, nhưng có gì hoàn hảo đâu, không có hoàn hảo được đâu. Tụng chúng đại bi là bột như cháo, vậy mà có bữa sườn ngắt, tụng thật lắm. Mới có Na Ra cẩn trì ta bà ha, mà nhảy là Na Ra cẩn trì bà Đà Ra dạ ta bà ha, không phải bốn cái này.
mặc dù chú đại bi dỗ ngực tôi một chú đại bi như cháu cũng có mỗi cháu khe cái bộ. Cho nên á, ở trong cuộc sống của mình á, nó có hai cái việc mà mình quan tâm hồi nãy và thưa đại chúng, tất cả những gì mình làm đều rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Tại sao mình làm cái này bữa nay nó về ngày mai làm khác? Thứ hai đó, mình muốn người ta đối xử với mình sao á, trước hết mình làm cái gì? Đối xử với người ta vậy. Hồi xưa người ta dạy mình á, cái gì mình không muốn á, đừng làm cho người khác. Còn ngược lại, mình muốn người ta đối với mình sao á, thì mình phải đối trước với người ta. Vì cái gì mà đi trước á, luôn luôn nói theo lời là gì? Khôn. Đi trước là khôn, là nếu mà nói tiền bạc nó nói sao? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quý vị mà tới chỗ nào mà mình cần sự giúp đỡ người khác, có gói bánh, gói trà, bao lì xì, sẵn dịp bữa nay tới đi biếu bát, biếu ăn, trò lát nhở gì đó cũng làm. Đời tới hết, cuối cùng nó thấy sao không? Để tôi coi nó làm ăn ra làm sao tôi mới cho. Mà nó trong hoài mà không đưa gì hết thì nó phải đối xử khác với mình rồi. Thành thử ra tự mình không được cái sự service và người đó hiểu lầm là mình sẽ không cho, cho nên người đó đối xử xấu của bạn với mình. Kể cả ai mang cái tư tưởng nghi ngờ cũng không vui với nhau. Ở bên Ấn Độ á, chỗ bồ đề đậu tràng, chỗ cây bồ đề mà Đức Phật ngồi thiền thành đạo đó, có mấy cái anh mà ngồi quét lá chùa muốn á, mấy anh đâu phải Phật giáo hay Phật tử gì đó, ảnh chỉ là cái người dọn dẹp thôi. Có buổi sáng nó có ngoài đi ra lễ Phật, mà cái cây bồ đề chỗ Phật ngồi đó, đặc biệt là ít khi nào nó rụng lá lắm, mà khi nào nó rụng là đa phần nó rụng buổi sáng sớm, cái giác 4-5 giờ rụng một vài lá vậy. Trời ơi, mình ra mình canh từng lá rơi vậy nghe, mà rơi ở trong góc không có hàng rào bao là nó rơi ngoài. Cái con bữa nọ nó ngoài đi vô lễ Phật, có cái anh đó, anh cầm chiếc lá trong tay, anh đâu có biết nói tiếng của Việt hay nói tiếng Anh, anh cứ chỉ ý đó là cây này tử, lá này tử cây đó đó, anh đưa cho mình. Mình tưởng đâu là anh thấy mình thành tâm lễ Phật, anh tưởng mình đây là lá. Rồi đi mỗi bước lại Phật lại, mỗi bước lại Phật lại, lại từ 4 giờ sáng lại tới 7 giờ sáng, ảnh cứ đi tò tò theo mình vậy. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, ảnh thấy đi sao mình hình như mình không phản ứng gì hết không, ảnh cầm cái chổi ảnh đi trước. Ảnh cầm cái chổi thì ảnh quét, có quà lại nó đâu ảnh quét, mình cứ khoát tay mình nó khỏi ảnh cứ quét gì đó. Quý vị ảnh chợ gì? Chợ đường lì xì mà mình đâu có biết, tại mình tưởng anh thánh thiện. Rồi cái thứ hai đó, mình nghĩ mình tu giỏi Phật độ. Mình nghĩ mình làm sao lại Phật quá, Phật cho cái lá Phật sai hộ pháp xuống mép đường cho mình. Tới hồi lại Phật xong hồi hướng mình đi cho chi theo ra tới cửa luôn, lúc này anh chịu hết nổi rồi. Money, money. Rồi là cũng cái vụ mà hoặc cái diện mà cũng độ mình tưởng mình tu hành chân chánh rồi ra lại Phật rồi Phật độ nghe, anh đi sao rồi cho lá rồi quét đường rồi. Con lần đã đi cũng có độ, đi tới chỗ cái ngày vô não á, quý vị biết ngày vô não là một trong những đệ tử của Phật á, mà giờ do nghe lời suối biểu của người ta mà đi giết, đi chặt một trăm cái bóng tay sâu lên thành sâu chuỗi đó, sau này ngày được độ. Thì khi mà ngày mất người ta có làm cái tháp gần gần để tỉnh sáng đi tới đó. Thì mới vừa bước lên cái con cái ông cũng độ đó,
trời ơi chắc ta cung kính mình chứ mình tưởng đâu mình tu hành đạo mạo chắc có người tới đây. Trời lỡ rờ tay rờ chân trong rờ tâm cũng rờ tâm cái mình tưởng mình tu thiệt tỏ hào quang tới hồi chắp tay xá ổng mình đi ổng đi theo cái cuối cùng ổng cũng ra giấu luôn. Giờ phải biết á, thế gian mà phải có đấu đạo. Mình làm cái việc gì á, mình muốn người ta tốt với mình, xin lỗi không phải mình mua chuộc người ta, không phải vậy. Nhưng mà ở đời có những cái việc, ví dụ mình muốn người ta nói lầm với mình, người ta nói lầm lý với người ta. Có một cái lần đó, đi trong một cái chuyến xe, thì có một cái vị đó cũng coi như là cũng có cái, có cái mình gọi là sao cũng có chức vậy đó. Thì đi lên xe kêu một cái cô đó đi xuống chỗ khác ngồi mà nói về nè, ê cái chị kia đi xuống dưới kia ngồi. Thì cái chị này kia ngồi liền chứ không đi. Phan bà thấy bây giờ mà nếu mà về tình hình về hoài là xe ở đâu đi. Phan bà nói cô quan nghĩ cô xuống dưới đây cô ngồi nè, chỗ này cho mấy bác lớn tuổi nói như thầy đã có chuyện gì để nói. Cô đứng dậy cô đi. Bà cũng điểm nguyện mình. Nhưng mà cô điểm nguyện tốt. Ý của nó là nó nói chuyện như thầy đi cô đi bây giờ rồi. Tôi đâu có cần. Cái sau cái gì kia đó. Tôi sẽ về tôi mét má chị. Cái bà kia đó. Ông khỏi lo tôi có vợ trước. Cái gì thấy không? Nhân thành thử là cái cách. Có một cái lần ở trong một cái khóa tu, mấy tu mấy đứa nhỏ lên có một đứa mét hoài. Trời ơi sáng tới tối mình dạy chưa tới đâu mà chạy lên mét đứa này dạy đứa kia kia. Cái mỗi lần nó mét nữa. Cái mà lại giả bộ lại đau đứa đó đau. Thì muốn chỉ cho nó làm sao. Nó mới về đây. Nè nó đó, nè nó đó, thằng đó. Cái con còn chụp cái tay đó. Con nhìn cái bàn tay con nè, có một ngón chĩa ra ngoài mà ba ngón chĩa lại. Quý vị hiểu rồi đó. Khi con muốn chỉ ai là như vậy nè, nhưng mà con đừng có quên trong khi con như vậy là cũng có ba người khác chĩa là con. Nhân quả mà. Mình đừng có nghĩ là mình là số một, cũng có ba cái một kia nó chĩa là gì. Chờ thôi bà, chỉ cái đứa nhỏ nó ngay vậy cũng thường thường con nít á, mình viết mình đi viết nó không nhận ra, kiếm hình ảnh kiếm câu chuyện ngay vậy lúc đó nó nhận ra liền. Thở khi mà con đưa một ngón tay con chỉ người khác đó là ba ngón khác chỉ luôn. Thì con đứa đó có bài khóa tu xong cái bác đứa xong chửi. Cái nó về, bà nó biết bà nó hết. Nó chẳng, chắc con không nhận được, con về ba con thấy này, ba con tự con. Bà nó bảo mày tu hả mày? Theo bà vậy đó, con đừng có nói, con tu, con niệm Phật gì hết á. Ba con hỏi sư chửi để làm gì, con nói ba biết không? Mỗi lần muốn cung tay con đánh ai á, con nhìn sư chửi là ông được rút lại. Cho nên sư chửi này nhắc con hiền á. Giờ có nhiều vị đeo chuỗi ra phong trào áo tím, chuỗi tím áo đỏ, chuỗi đỏ áo xanh, chuỗi xanh hôm nay đeo sâu này mai đeo sâu kia rồi có nhiều khi đeo giữa không sâu hai bên hai sâu. Họ có niềm thật không? Đeo phong trào thôi. Thôi thì bây giờ mình đeo phong trào cũng được. Nhưng mà nhớ là hãy khi mình muốn làm cái gì sai mà đưa cái tay mình lên làm là thấy sâu chuỗi này dù mình không niệm Phật. Nhưng mà cái giây phút mình nhận ra, cái giây phút mình nhận ra đây là chuỗi Phật. Mình đeo chuỗi Phật không thể làm gì khác nắm ra được. Rút cái tay lại. Thật hồi nãy giờ mình vừa cung cái tay vậy nè. Đây là cái gì? Cái chuỗi gì đó ha. Thì mình rút lại. Hàng long thập bát chưởng.
Phạt này đã thua quyền. Đã thua quyền nhưng mà đánh không bằng hàng lâm. Thử chữ niệm Phật là gì? Niệm Phật là nhớ Phật, chứ không phải miệng lâm lâm niệm cả ngày khi niệm Phật. Cái đó cũng đúng nhưng mà chưa đúng nghĩa, chưa đủ nghĩa. Niệm Phật là phải nhớ Phật. Chữ niệm là nhớ ta. Ví dụ như mình mua một cái món quà mình tặng, mình nói tôi tặng anh để kỷ niệm, để anh giữ cái này, còn mỗi lần anh thấy cái này anh nhớ tới tôi. Đây là món quà tôi tặng. Mình thấy một cái gì mình lưu trong lòng gọi là hoài niệm. Hoài niệm tức là mình lưu cái đó để mình nhớ. Kỷ niệm, hoài niệm. Chụp một tấm hình để vô luôn là lưu niệm. Lưu cái sự mỗi lần nhìn cái hình, ồ tôi nhớ là hình này tôi chụp ở đâu, năm nào, lưu niệm. Quà lưu niệm. Giữ cái kỷ niệm. Nhớ hoài và hoài niệm. Vậy thì chứng niệm là nhớ, niệm Phật là nhớ Phật. Cho nên ta nói niệm kinh là nhớ kinh. Kinh là tụng, là đọc. Chú là mình trì, Phật là mình niệm. Trì chú, tụng kinh, đọc kinh, niệm Phật. Trì là giữ, giữ câu chú liên tục. Ví dụ là tụng câu cuối của chú chủ đề, tụng nguyên bài chú trước. Kể thủ nguyên tô tất đế đầu nguyện lãnh lễ thất công chi ngã kiên xương tán đại chủ đề như nguyện từ bi người giao hộ. Nam mô tất cả nam tăng người tâm người đề vô chi nam tăng người tha chức lệ chủ đề chủ đề ta bà ha. Xong rồi lấy cái câu tâm chú của chú chủ đề là câu cuối đó đọc. Anh chức lệ chủ đề chủ đề ta bà ha, chức lệ chủ đề chủ đề ta bà ha, chức lệ chủ đề chủ đề ta bà ha, chức lệ chủ đề chủ đề ta bà. Một ngày trì 10 sau, 20 sau, thậm chí đi đứng nằm ngồi trì cái câu đó gọi là trì chú. Giữ cái câu. Còn khi mình niệm Phật đó là mình tưởng nhớ Phật, mình niệm danh hiệu Phật. Không có thuộc kinh, mở kinh ra, đọc kinh. Kinh giờ đọc xong thuộc rồi, chỉ cần chắc tơ lên, thầy cũng xuống câu nào mình tốn theo là tụng kinh. Tụng là khi mình thuộc rồi mình tụng. Không thuộc mở ra là đọc. Mình lâm râm mình niệm là trì. Cho nên chú là mình trì, Phật thì mình niệm, kinh thì mình đọc. Chứ mình niệm Phật đó là mình nhớ Phật. Còn bây giờ quý vị không niệm Phật mà mỗi khi mình làm một cái việc gì sai mình nhớ Phật là tự nhiên giúp mình. Bây giờ nhớ Pháp là niệm Pháp. Ví dụ có Phật có làm bài kệ: ai nói mình hay dở, ta khoan hải trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Nếu mình thuộc được cái câu đó mình để lòng, mai mốt chuyện gì đến mình nhớ câu: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Niệm Phật. Sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và có buổi nói chuyện này, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái ý nghĩa của sự tu học trong đời sống của thế gian. Để nhận chân được các pháp, trước hết mình hiểu thế gian. Hồi nãy Pháp Hòa thương thế gian là gì đại chúng nhớ ra: hữu sanh diệt, khả pháp hoại. Và thậm chí ẩn chân đi, nó có rất nhiều những cái điều hay nó ẩn tàng trong đó. Do mình không thấy cho nên mình vô minh, mình hành xử. Một khi mình hiểu ra được rồi là tất cả đều là bài học của kinh nghiệm, của sự sống. Cái thứ hai là mình nhìn tất cả mọi sự việc đều là những cái kinh nghiệm mình rút ra được, những cái bài học trong cuộc sống. Kế đến là mình làm việc không cầu hoàn cảnh, và mình làm hết lòng của mình, tập trung vào những cái việc gì mình cần làm.
Thí dụ một người xuất gia, bổn phận của người xuất gia, nói theo cái từ mà cho nó hay chút, là trên cầu Phật đạo, dưới cứu chúng sanh. Còn nói đơn giản hơn, bổn phận của người xuất gia là làm một cái công việc hàng ngày, đó là khai thị chúng sanh. Khai là mở, thị là chỉ. Mình phải có bổn phận khai mở chỉ bài cho chúng sanh hiểu được các phương pháp tu hành. Người ta có thể làm điều mê tín, nhưng nếu với cái cách khai thị của mình, họ không còn mê tín. Nhiều người á, để tang mẹ vừa xong, ba vừa xong là muốn xả tang liền. Pháp Hòa đồng ý, nhưng mà sau đó Hòa nói: quý vị muốn thì tôi xả cho, Pháp Hòa xả cho, nhưng mà xin thưa không cần thiết đâu. Vì cái tang là cái sự biểu lộ thôi. Nếu tôi mới đi về Mỹ, dạ không sao, quý vị cứ về để tang ở đây. Thí dụ bạn mình tới nhà chơi, mình đưa bạn mình ra tới cửa, mà bạn mình vừa ra khỏi cửa mình quay lưng vô, mình đóng cửa cái rầm lên, bạn mình nghĩ sao? Chắc nãy giờ ở trong tôi về là mà nó nói cái phép lịch sự là mình đứng ngay cửa chờ bạn ra xe đóng cửa, và thậm chí ta đi rồi mình cứ đi vô, có phải không? Người ta mới vừa ăn xong cơm mà đứng dậy dọn chén liền, có sao được? Cho nên ăn cơm rồi cái bày chè, bày bánh ra để chi? Để gọi là giữ khách. Để gọi là giữ khách, hiếu khách và đãi đánh ngọt. Anh đến với tôi ăn bữa ăn, sau khi ăn rồi tôi đãi anh miếng bánh ngọt, mình gặp nhau vui vẻ đi về ngọt ngào. Tôi có ý trong đó hết. Vừa ăn xong cái đứng về đi về, thì tự nhiên khách tức cũng thấy kỳ, trời ơi, tao mời vừa ăn xong đi về mà người chủ cũng không thấy được là người ta khách vừa ăn đứng về dọn chén. Thậm chí nhiều khi muốn dọn chén xin phép: quý vị dùng xong chưa, tôi xin rút cái chén, không dám nói dọn, tôi xin rút cái chén này ra để cái chè vô cho quý vị được. Xài chữ dọn là ta nghĩ là mình muốn tiện lắm. Thì có bà nói ví dụ vậy xong phải không? Quý vị mình cha mẹ thương mình, lo cho mình, giờ cha mẹ mới được chết để ta chưa nóng. Có nhiều khi sáng liệm chiều xả rồi bị đánh ta làm có buổi đó. Thì có bà nói không sao hết, cha mẹ không có buộc mình, nhưng mà tự mình thấy sao mình sống mà không ngắn. Nếu mà nói ra tiếng xương là đoạn, mình sống mà nó ngắn quá. Cái gì đâu mà mới vừa hạ nguyện cái lọt tan xuống, trời nhìn thấy nó, cái hình ảnh nó lạnh lùng. Nói xong rồi, rồi tôi giải thích rồi đó. Giờ nếu quý vị muốn xả, tôi xả. Dạ thôi, nếu thầy nói vậy thôi con để bổn phận của mình tôi làm việc đó. Ai muốn xả thì xả, nhưng mà trước khi xả ta có. Ai mời Pháp Hòa ra cúng tiệm mà cũng đi nữa, tiệm làm leo, tiệm làm tóc, tiệm nào cũng đi nữa. Nhưng mà cái cúng của Hòa có ý à, trước khi Pháp Hòa cúng xong, sau khi cúng xong rồi, hôm nay quý thầy có duyên được ra cúng cho quý vị trong một cửa hàng tiệm. Mấy anh chị làm tóc, làm móng là mấy anh chị muốn làm đẹp cho người khác. Nghĩa là mấy anh chị đem hết cái khả năng làm đẹp của mình làm đẹp cho người khác. Nghĩa là mình cũng sống đẹp dữ lắm, mình rất là creative, mình rất là sáng tạo, mình mới làm đẹp được cho người khác. Thì hãy phát triển cái đẹp trong mình để mình làm đẹp cho người. Mình làm chủ á, tiệm á, dễ lắm. Nhưng mà làm chủ mình khó. Ở trong này người đóng vai nhân viên để hiển lộ cái chức làm chủ của mình. Vậy thì mình làm chủ, mình bắt nạt người ta không có giỏi. Làm chủ được cơn giận của mình mới hay.
mình làm chủ tiệm mà mình không có ra rầy nhân viên, mà mình coi người làm giúp bạn bè với anh em trong nhà thì người ta mới hết lòng với mình. Làm chủ tiệm dễ, làm chủ nhà dễ, mà làm chủ bản thân khó lắm. Thậm chí làm chủ chùa cũng dễ nữa. Nhưng mà làm chủ cơn giận của mình khó lắm. Làm chủ sân si của mình khó lắm. Họ bảo là tôi là trụ trì thì ta nói ai giận đâu. Quý vị để ý có phải không? Khi món quà ra cúng vậy đó, cúng xong mà nói vậy rồi đó, thì món quà xin lỗi là mình khai chưa, mình thị chưa? Khai thị rồi. Khai là mình mở, thị là mình chỉ. Quý anh chị mời món quà ra khai trương, nghĩa là mình mở cửa tiệm không? Khai trương thì chỉ một lần, khai tâm là việc làm là mỗi ngày. Mỗi ngày phải khai tâm mở trí. Tâm trí không mở là sống tối thui. Mà sống tối thui là cảnh của địa ngục. Tâm trí mà mở ra là cảnh của thiên đường. Cho nên trời cõi trời á, một chư thiên mà sắp sửa hết phước và đọa đó, có năm cái tướng biểu lộ. Một, hoa trên đầu bị héo. Hoa là gì biết không? Trời làm gì mặt không có màu xuân. Còn bên cười được lâu hết nở. Người nào mà bữa nào buồn quá không nở. Hoa trên đầu chư thiên héo là một phước. Một cái cộng, một cái biểu lộ chư thiên sắp hết phước. Thứ hai, tâm lý bồn chồn, không có yên. Có không? Bữa nào mà mình, người mình nghiệp chướng nó tới rồi, tâm không yên. Thứ ba, thường gặp ác mộng. Thứ tư, trong người rịn mồ hôi. Đừng nói chi khác, đi đường mà lạng cái tót một hơi một. Mấy cô mà yếu yếu ta lái mà lọt ra phương quê mà lái biết đường mà trời ơi cũng quán cho mồ hôi mẹ mồ hôi con vậy xem. Có phải không? Quyến thuộc xa lìa, những người xung quanh mình họ chán chán mình sao? Cho mình sống làm sao mà mình đi đây người ta né chỗ khác, mình ngồi đây người ta sắp nối chỗ khác làm biết mình số một. Vì có ai dám vào gần nữa đâu không bộ. Quý vị hiểu ý mà nói. Năm cái phước, xin lỗi, năm cái biểu tướng mà chư thiên hết phước. Hoa trên đầu héo, tâm lý mình bồn chồn, mồ hôi mình rịn ra, ngủ không ngon, người xung quanh xa lìa, đâu cần phải chờ. Nghiệm lại coi, thỉnh thoảng mình có năm cái tướng đó trong cuộc sống mình. Vậy là mình biết là mình chưa thiên rồi. Mình ở trển rồi. Ta cứ ngỡ trần xuống đây chơi một chốc, thế sao ta ở mãi tới bây giờ? Mình nghĩ trần gian là vui mà xuống chơi chút thôi, vậy mà nó lúc một ngày. Để đồng hồ 5 giờ dậy tụng kinh, nó reo xong cúp xuống không sao đâu. Mình ngồi mình nướng một chút, nằm nướng một chút, lát nó khét luôn. Tới hồi giật mình dậy 9 giờ tới giờ sáng. Sáng tối trước khi đi ngủ, set up chuông mỏ, kinh Lăng Nghiêm để sẵn. Để sáng hai thức dậy tụng kinh. Ai ngờ đâu đi mất tiền. Thôi thì có quà chia sẻ với đại chúng một cái cách cho mình quán chiếu trong cuộc sống. Rồi mình thấy cuộc đời này nó vậy đó, nó tất cả nói chung lại là gì nè, sống cái bí quyết để mình sống đơn giản, không cần làm gì cầu kỳ. Mình muốn người ta đối xử mình sao hãy đối với người ta. Ví dụ như ta hỏi mình câu nhẹ nhàng rồi nên đáp lại nhẹ nhàng. Mà cuộc sống này nó bị ví dụ này hoài. Ví dụ như ta mới gặp mình, ủa chị mới mua cái đồng hồ này, làm như con mình mà có vậy đó.
nó đâu có gì đâu. Ta chỉ hỏi mình có cái đồng hồ đẹp, ta muốn hỏi một bộ gì, nhưng mà không biết mình nghĩ làm sao. Mình lại nói câu vậy cái thì ta bất hứng, ta không muốn tiếp tục nói chuyện với chúng mình. Có phải là kêu mình là một dạng cái cõi trời, cái thân xa lắm rồi, cái cách nói. Bà vợ đi làm mới về, ông chồng đi rước mà, ông chồng cũng xanh lên minh phải, những nay làm bà về mà không em, ông thử đi làm rồi biết. Xong hết ghen. Trời ơi, ở trên chùa nó như cái tổng đài vậy. Chuyện gì mấy ông cũng lên báo, chuyện gì mấy cô cũng lên hát. Nhưng mà thật sự ra mỗi lần nói vậy chi, không phải là không bà làm bà tám. Nhưng mà các vị nói vậy xong có bà cũng an ủi, thôi kệ đi anh, không cảm chắc anh chị mệt. Đâu chắc chị mệt. Có bữa nọ bà vợ nấu ăn, chồng đứng phía sau, em bỏ miếng muối vô em bỏ miếng nước tương, em bỏ miếng này vô. Bà vợ có sùng thấy mắt, chỗ tôi nấu ăn mà cứ lộn xộn mày. Anh nói không, anh cũng muốn cho em hiểu, mỗi lần anh lái xe em cứ lãng nhãi hoài. Rồi hết buồn. Cái này tiếng Hán gọi là gì biết không? Kỹ sở quốc dục và ưu tha nhân. Kỹ sở quốc phục, kỹ sở quốc dục và ưu tha nhân. Cái gì mình không muốn, đừng có làm cho người khác. Cho nên cái đó là đối trị. Một cái pháp mà những khi mình, ví dụ trong cuộc sống của mình gặp cái gì trở ngại không? Tôi thỉnh thoảng tôi cũng y chang vậy. Tôi cũng thỉnh thoảng tôi y chang này, mà bữa nay tôi nói ai? Đó, những trường hợp tôi và tôi nói ai? Mà đa số là thấy người khác không thấy mình. Mà cái cách đơn giản cho mình vượt tất cả những khó khăn là khi chuyện gì đó đến trước khi chết người ta nhìn lại mình có vậy yên thở thật quá. Cho nên á, muốn thương người ta thì phải nghĩ người ta là mình, muốn tha thứ cho người ta phải nghĩ mình là người ta. Rốt cuộc vì ai? Vì mình hả? Chúc đại chúng an lành.